Kính chào tất cả quý cô chú và anh chị em đang xem bản tin trên kênh Tin Tức Tổng Hợp. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Để mở đầu cho chương trình của ngày hôm nay là một bài phát biểu rất hay của cựu Tổng thống Donald Trump. Và sau đây là nội dung của bài phát biểu. Thật là một ngày tuyệt vời cho đất nước của chúng ta. Hơn 75.000 người đã cho thấy toàn bộ quốc gia đại diện cho điều gì. Cùng nhau chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cùng nhau chúng ta sẽ hoàn thành những gì chúng ta đã bắt đầu. Chính quyền tham nhũng này đã kéo chúng ta qua địa ngục trần gian hơn 2 năm rưỡi. Nhưng đó chỉ khiến cho chúng ta mạnh mẽ hơn và tinh thần của chúng ta trở lại hơn bao giờ hết. Chúng ta biết rằng chúng ta không thể chờ đợi, chúng ta phải chiến đấu cho những gì chúng ta yêu quý. Tổ quốc của chúng ta sẽ không bao giờ để cho chủ nghĩa Mác, tham nhũng hay bạo quyền tiếp quản. Và tiếp theo sau đây là thông tin có liên quan tới chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Mới đây, từ tờ The Gateway Pundit đưa tin là cố vấn đặc biệt Jack Smith nhắm mục tiêu vào trợ lý chiến dịch tranh cử hàng đầu của cựu Tổng thống Donald Trump là bà Susie Wiles. Nguồn tin cho biết các công tố liên bang đang nhắm đến một phụ tá hàng đầu của cựu Tổng thống Donald Trump là bà Susie Wiles. Như một phần của cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là ông Jack Smith về việc cựu Tổng thống Donald Trump xử lý tài liệu mật. Các nhà điều tra liên bang đã liên lạc với Susie Wiles như một phần của cuộc điều tra sau những cáo buộc rằng cô ấy đã xem một bản đồ được phân loại trong cuộc họp tại câu lạc bộ golf quốc gia của cựu Tổng thống Donald Trump ở Bedminster sau khi ông rời nhiệm sở. Và theo báo cáo, Wiles đã nói chuyện với các nhà điều tra liên bang rất nhiều lần. Trong khi chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái, duy trì quan điểm rằng Bộ Tư pháp đang công khai can thiệp bầu cử. Cuộc điều tra giả mạo này của chú Biden và Bộ Tư pháp vũ khí hóa của ông ta rõ ràng được thiết kế để gây thiệt hại tối đa đến đối thủ chính trị và nhằm ngăn cản cựu Tổng thống Donald Trump giành lại Nhà Trắng. Và đồng thời, người phát ngôn của cựu Tổng thống Donald Trump là ông Steven cũng nói với tờ New York Post rằng Tổng thống Trump luôn luôn tuân thủ đầy đủ đạo luật hồ sơ Tổng thống. Đây là luật duy nhất áp dụng cho các tổng thống và hồ sơ của họ. Thưa quý vị, thì lại là một cái vấn đề có liên quan tới ông cố vấn đặc biệt Jack Smith này nữa. Thì ông hiện đang coi như điều tra ngầm của Tổng thống Donald Trump và coi như là ông đang làm một cái bản cáo trạng là với 45 tội danh chuẩn bị coi như là đưa ra để kết tội cựu Tổng thống Donald Trump. Và bên cạnh đó thì cái bản cáo trạng này chưa xong thì lại có một cái vấn đề khác cũng liên quan tới cựu Tổng thống Donald Trump là họ đã nhắm vào những cái nhân viên trong cái chiến dịch tranh cử của ông cũng như là luật sư của ông. Thưa quý vị, đây cũng là một cái cách có lẽ là họ muốn làm cho cựu Tổng thống Donald Trump mệt mỏi và coi như là rút ra khỏi cái chiến dịch này bằng cách là họ tạo tất cả những cái bản cáo trạng này hết bản cáo trạng khác để cho tất cả những cái nhân viên trong cái chiến dịch tranh cử của ông cũng như là những cái luật sư của ông phải bỏ hết cái thời gian tập trung vào để coi như đối phó với cái vấn đề pháp lý cũng như tù tội đối với ông, thì không còn thời gian để coi như là tập trung vào cái chiến dịch tranh cử, thì từ cái đó làm cho cái chiến dịch trở nên sa sút hơn và đồng thời nó làm cho ông trở nên mệt mỏi hơn để rồi từ bỏ cái cuộc tranh cử này. Đó cũng có thể là cái mục đích của họ. Thưa quý vị, thì như tất cả chúng ta đều biết, mỗi một cái áp đặt, mỗi một cái sự bất lợi nào mà họ mang đến cho cựu Tổng thống Donald Trump thì ông lại coi như là càng nổi tiếng hơn và cái tinh thần của ông lại cao hơn. Tại vì mỗi một cái mà họ đã gây nên cho ông thì lại cái người dân ủng hộ ông lại càng đông hơn và càng mạnh mẽ hơn. Từ từ đó nó làm cho cái tinh thần ông càng cao hơn. Và đồng thời thì cái chiến dịch của ông lại được nhiều tiền hơn. Và ông cũng đã nói nhiều trong cái nhiều cái bản tin trước, thì ông nói mỗi một cái lúc mà họ đã tạo ra những cái bản cáo trạng hoặc là họ đã cáo buộc ông về một cái vấn đề gì đó thì đó là một cái quy hiệu danh dự cho ông, là một cái vấn đề can đảm đối với ông. Thì đối với mình thì mình hoàn toàn đồng ý cái quan điểm này đối với ông, vì ông đã chịu đựng quá nhiều nhưng cái tinh thần của ông không bao giờ bị xuống. Và mỗi một lúc như vậy thì coi như là họ đã tạo ra những cái vấn đề bất lợi cho ông, thì coi như là ông lại càng nổi tiếng hơn và coi như cảm thấy ông mạnh mẽ hơn. Và thưa quý vị, thì đối với cái bối cảnh hiện tại của cựu Tổng thống Donald Trump, chúng ta có thể cho rằng là đây là cái khởi đầu của cuộc hành trình của ông mà thôi. Cho nên ông còn phải trải qua một cái đoạn đường rất là dài. Và cái
cái đường đi của ông trong tương lai mình chưa có biết cái điều gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn rằng mình có thể đoán được là nó có thể xảy ra một cái vấn đề rất là tồi tệ hơn nhiều, và có rất là nhiều cái bất lợi và cái khó khăn sẽ đến với ông. Vì cái thời điểm này là cái thời điểm chỉ mới khởi đầu thôi, nó chưa có phải là cái lúc chín mùi, cho nên khi mà cái đoạn đường của ông đi trong tương lai nó là một cái thời gian chín mùi, thì cái điều đó là một cái vấn đề hết sức là coi như là gây go, hết sức là khó khăn đối với ông. Vì lẽ đó chúng ta hãy bình tĩnh, đoàn kết và cùng nhau cầu nguyện cho ông được bình an, có đầy đủ được cái nghị lực và cái tinh thần để ông có thể vượt qua bất cứ những cái bất lợi hoặc là những cái chướng ngại vật nào mà họ có thể mang đến cho ông ngay bây giờ cũng như trong tương lai. Tiếp theo sau đây là thông tin có liên quan tới những người nhập cư bất hợp pháp. Mới đây từ tờ Newsmax đưa tin là thống đốc Texas Long Greg Abbott đã gửi một chiếc xe bus chở người nhập cư bất hợp pháp đến Los Angeles. Chuyến xe này đến vào cuối tuần và chở 41 người đi từ Brownsville, Texas. Thống đốc Texas, thống đốc Arizona, thống đốc Florida đã gửi người di cư bất hợp pháp đến một số thành phố do đảng Dân Chủ đứng đầu để phản đối những gì họ cho là những nỗ lực không thỏa đáng của chính phủ liên bang nhằm đảm bảo biên giới phía Nam. Thống đốc Texas đã gửi chiếc xe bus chở người di cư đầu tiên đến miền Nam California vào tháng trước. Anh ấy đã tweet, các thị trấn nhỏ ở biên giới Texas vẫn bị tràn ngập và quá tải vì chú Biden từ chối đảm bảo an ninh cho biên giới. Los Angeles là thành phố mà những người di cư tìm đến. Đặc biệt là hiện nay, các nhà lãnh đạo của nó đã phê duyệt tình trạng tôn nghiêm và tự tuyên bố. Và cũng liên quan tới vấn đề nhập cư bất hợp pháp, mới đây từ tờ Prepa News đưa tin là người nhập cư bất hợp pháp đã tăng 50% dưới ứng dụng của chú Biden. Nguồn tin cũng cho biết thêm rằng cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ đã thông báo mở rộng số lượng các cuộc xin hẹn tị nạn hàng ngày dành cho những người di cư muốn nhập cảnh qua một số trong các cảng nhập cảnh ở biên giới phía Tây Nam. Sự gia tăng đã nâng tổng số người nhập cư hàng ngày thông qua ứng dụng từ 1.250 mỗi ngày lên 1.450. Theo thông báo của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới vào ngày 30 tháng 6, con số này thể hiện mức tăng gần 50% so với tổng cuộc hẹn hàng ngày có sẵn từ ngày 12 tháng 5, khi các nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới bắt đầu xử lý 1.000 cuộc hẹn hàng ngày. Các cuộc hẹn dành cho những người di cư được rải rộng giữa 8 cảng nhập cảnh của 3 tiểu bang, Texas, Arizona và California. Thưa quý vị, thì qua cái thông tin vừa rồi, quý vị thấy cái nước Mỹ hiện tại bây giờ thì nó không còn phải là nước Mỹ nữa. Là tại vì chú Biden có một cái app, có nghĩa là cái phần ứng dụng trên cái điện thoại cầm tay đó, thì bất cứ những người nào mà muốn vô nước Mỹ thì sẽ dùng cái app đó liên lạc với chú Biden. Và cái chú Biden sẽ có những cái cơ quan hải quan cũng như là bảo vệ biên giới nằm chờ sẵn, nếu mà những cái người mà có hẹn qua cái điện thoại thì họ gọi cho những cái người này để làm cái cuộc hẹn thì họ sẽ gặp tại biên giới và họ sẽ làm thủ tục và để cho vào nước Mỹ. Quý vị, thì đây là một cái vấn đề coi như là nhập cư vào nước Mỹ nó còn là dễ dàng hơn qua một cái đường chính thống gấp trăm lần đó quý vị. Và trong cái app, trong cái ứng dụng này thì tất cả những cái người liên lạc với chú Biden thì chú Biden đã có sẵn 8 nơi, 8 cái cảng mà để cho những cái người di cư này nhập vào, là trong 3 cái tiểu bang của Texas, tiểu bang của Arizona và California. Thì cái tất cả những cái cảng này là đều có nhân viên của hải quan cũng như là bảo vệ biên giới họ đứng họ chờ sẵn. Thì khi mà quý vị đã liên lạc được với chú Biden rồi thì trên cái ứng dụng của chú Biden, sau đó thì quý vị có thể là liên lạc tới những cái nhân viên của cái cơ quan hải quan này, thì họ sẽ bắt điện thoại và họ đã chuẩn bị mỗi một ngày là có 1.000 cái cuộc hẹn. Thì nhưng mà trong cái ngày thứ sáu tới đây thì cái mới đây thì họ đã tăng lên của từ 1.250 xong rồi tới ngày thứ sáu lên tới 1.450. Thì cho nên họ nói là cái vấn đề mà tăng lên cái cuộc hẹn tăng lên khoảng 50% là như vậy đó. Thì cái hiện tại bây giờ thì bất cứ những cái người nào quý vị muốn nhập cư vào trong Hoa Kỳ thì cứ vô trong cái app đó quý vị, liên lạc trong cái app, cái ứng dụng đó, xong rồi thì quý vị sẽ có cái hướng dẫn để liên lạc, gặp có cái cuộc hẹn, gặp những hải quan bảo vệ biên giới thì họ sẽ
gặp quý vị ngay tại những cái cảng, 8 cái cảng của 3 cái tiểu bang đó, thì tới đó xong rồi họ sẽ làm thủ tục cho quý vị vô trong nước Mỹ còn dễ hơn là quý vị qua một cái đường chính thức. Thì cái số người mà của Trung Quốc họ đang tập trung ở bên cái biên giới của cái nước bên Mexico, là bên cái nước Mỹ Tây Cơ đó hả? Mình nghe nói thì chưa thấy con số, nhưng mà nghe nói rằng là hình như cả 100.000 người đang ở bên Mexico coi như là chờ theo cái ứng dụng này. Thì tại vì cái ứng dụng này mỗi một ngày đó ở trên cái điện thoại thì họ có thể nhận được là từ 1.250 tới 1.450. Lúc đầu thì mỗi một ngày chỉ nhận được 1.000 người thôi, trong cái cuộc hẹn là gặp 1.000 người. Nhưng bây giờ thì họ tăng lên tới 1.250, bây giờ tăng lên 1.450 rồi. Thì có thể tới đây chắc tăng lên là khoảng chừng 2.000, 10.000, 100.000, có thể là 1 triệu đó quý vị. Thì từ từ khi mà họ đã tăng lên xong rồi thì bất cứ những người nào muốn vô nước Mỹ thì cầm cái điện thoại lên tìm những cái ứng dụng ở trong cái điện thoại mà liên lạc với cái những người mà có thể là hẹn được ở ngoài những cái cảng mà nhập cảnh vào nước Mỹ của 3 cái tiểu bang này, thì tới đó xong rồi thì họ sẽ làm thủ tục cho đi vào trong Mỹ rất là dễ dàng quý vị. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.